Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ông bà hoảng loạn tìm mọi cách cứu con gái yêu. Mời các bạn cùng xem tập 35, Kế hoạch hoàn hảo. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Đăng sau khi trở về từ chỗ của Khang, cũng đã biết được ai là người đã hãm hại Yến, khiến Yến bị bắt như vậy. Đăng Lì đã nói cho ông Bảo biết, nhưng bây giờ họ lại không có bằng chứng trong tay, thì không dễ dàng gì buộc tội bà ta cả. Đứng trước đứa con gái tội nghiệp của mình, ông Bảo không khỏi chạnh lòng khi thấy con gái của mình phải chịu tội oan như vậy. Ông hứa với Yến rằng bằng mọi cách, ông Bảo sẽ đưa Yến ra khỏi đây. Bây giờ bên phía công an đang xác định hai thanh niên kia là ai. Nếu như bắt được hai tên đó, thì mới có thể truy ra được ai là người đứng sau. Nhân chứng, vật chứng cụ thể thì sẽ dễ dàng giúp Yến thoát tội hơn. Đó cũng là một trong những lý do ông Bảo muốn lật lại vụ án năm xưa. Vì ông Bảo nghĩ rằng sở dĩ Yến bị người ta hại là vì có liên quan đến vụ cướp vàng của 20 năm về trước. Nó có liên quan tới ân oán giữa Đăng và bà Ái Phương, cũng như là với người chồng của bà. Ông Bảo cũng cảm thấy canh cánh trong lòng vì ngày trước đã kết luận quá vội vàng. Việc khoa học chưa phát triển nên đã làm tưởng người chết là Hoàng Hải, nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy. Những vụ gần đây hầu hết đều có liên quan đến bà Ái Phương. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Nhưng đáng tiếc là những người còn sống sót trong vụ án năm đó lại không thể lấy lời khai. Nạn nhân thì hóa điên, trong khi con của bà ấy lúc đó vẫn còn quá nhỏ nên cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hùng Cường thì trốn đi mất, Hoàng Hải thì cũng không biết bây giờ đang ở đâu. Người duy nhất còn sót lại ở đây chỉ có một mình bà Ái Phương mà thôi. Sau khi vụ án được lật lại để điều tra, ông Bảo đã tìm đến nhà của bà Ái Phương để làm rõ một số chuyện. Mục đích là muốn lấy lại lời khai của bà Ái Phương một lần nữa. Nghe đến tin bà Ái Phương cũng có liên quan đến vụ cướp vàng của 20 năm về trước, ông Đình Hòa rất đổi ngạc nhiên. Vì lúc đầu ông ta chỉ nghĩ là bà Ái Phương ám ảnh về chuyện lúc bà Kim Ngân gặp nạn, lại đi sang nước ngoài. Không ngờ bà Ái Phương lại là nhân chứng đã chứng kiến hết những gì xảy ra trong vụ án năm đó. Chính bà Thanh cũng rất bất ngờ khi biết chị mình cũng có liên quan. Nhưng do không có bà Ái Phương ở nhà nên cũng không thể lấy được thông tin gì cả. Chú Bảo chỉ có thể ra về tay không. Thông tin vụ án năm xưa được lật lại cũng được thông báo cho Vũ biết. Vũ cũng đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, trong lúc anh ta đang mải mê nghe điện thoại về vụ đó, không cảm giác được chuyện có người nghe lén sau lưng mình. Người này đang chỉ súng về phía của Vũ. Đến khi Vũ bất giác quay lại, thì người đàn ông này không nổ súng, mà dùng báng súng đập mạnh vào gáy của Vũ, khiến Vũ bất tỉnh. Liệu người đàn ông này là ai? Có phải là Kim Lâm hay không? Nếu như Kim Lâm biết Vũ chính là gián điệp, hay nói chính xác hơn là công an ngầm được cài cắm vào tổ chức của ông ta, thì ông Kim Lâm sẽ làm gì với Vũ? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Kế hoạch hoàn hảo. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.